Ngày 2 tháng 8, Công an huyện Lạc Dương cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Viện Kiểm sát huyện và Công an phường 7, thành phố Đà Lạt tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng nghi dùng xe tải đi trộm trâu của các hộ dân xảy ra vào đêm 31 tháng 7 thuộc tiểu khu 112B, hồ Đan Kia, Suối Vàng. Ông Gia Tem, tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, một trong những nạn nhân bị mất trâu cho biết, Gia đình ông nuôi trâu đã gần 20 năm nay, tổng đàn trâu gồm 28 con. Khoảng 17 giờ chiều ngày 31 tháng 7, ông dắt trâu vào chuồng và đóng cửa cục dây cẩn thận. Trong một đêm khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 8, người cậu ruột của ông đến để cho trâu ăn thì phát hiện chuồng trại tan hoang, đàn trâu đã không còn. Khu vực xung quanh có những dấu vết của bánh xe ô tô lớn, dây thừng cuộc trâu và dây kẽm vương vãi khắp nơi. Ngay lập tức, gia đình ông đã báo vụ việc lên cơ quan công an. Ông cho tem cũng cho biết thêm trong tổng số đàn trâu bị mất có 15 con trâu trưởng thành, 9 con khoảng 2 đến 3 năm tuổi, 4 con khoảng 2 tuổi. Gia đình ông đã ra sức tìm kiếm nhưng chỉ tìm được 2 con trâu mẹ bị người ta dùng kẻm xỏ mũi. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã có mặt để kiểm tra hiện trường. Các dấu hiệu còn lại cho thấy kẻ trộm rất chuyên nghiệp. Nhiều khả năng, đối tượng đã đưa cả xe tải vào để bắt trâu và sử dụng các bao tải chứa vỏ trấu để đưa trâu lên xe mà không gây ra tiếng động. Theo ước tính, giá mỗi con trâu bị mất khoảng 30-35 đến 35 triệu đồng, nghĩa là chỉ trong chớp mắt các hộ dân ở đây đã bị thiệt hại 300 triệu đồng. Hiện nay, Công an huyện Lạc Dương phối hợp cùng với Viện Kiểm sát huyện, Công an phường 7, thành phố Đà Lạt tiến hành điều tra và truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm táo tận này.